Cần điều kiện gì để cho con đi học? Cần điều kiện gì để cho con đi du học tại Canada? Đây là hướng dẫn chi tiết dành cho các phụ huynh. Xin chào các anh chị, tôi là Hòa Vân, thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Canada tại Việt Nam, CanCham. Trong cái buổi họp BNI hôm thứ tư vừa rồi thì Vân có gặp một thành viên ở trong BNI. Em có ra nắm tay Vân rất là thân tình và hỏi là chị, em có bé nhà em đang học lớp 8 và em muốn cho con sang Canada để du học. Chị cho em hướng dẫn để em chuẩn bị trước tinh thần và tương lai là em sẽ muốn cho con sang Canada để du học. Thì Vân có hỏi một số thông tin về em bé và hồ sơ của gia đình. Thì Vân nhận thấy rằng là đa số là các anh chị ở BNI là đều đủ điều kiện để cho các con đi du học Canada. Mà hầu như là mọi người không biết rằng là các điều kiện đấy hóa ra nó lại dễ dàng như vậy. Bởi vì là với các bé mà dưới lớp 12 thì cái điều kiện để định cư để đi du học tại Canada thì rất là đơn giản. Nó chủ yếu là phụ thuộc, đây là các đi theo chương trình là chứng minh tài chính. Thì để các anh chị dễ hình dung thì là Canada có hai diện du học chính, đó là SDS và chương trình chứng minh tài chính. Thì SDS ở đây thì Vân sẽ không đề cập đến bởi vì nó sẽ dành cho những đối tượng mà đi học cấp cao hơn. Còn ở đây là với các phụ huynh mà có con ở dưới lớp 12 và muốn cho con sang Canada để du học từ bậc tiểu học, trung học và trung học phổ thông. Đó, thì với cái chương trình là chứng minh tài chính như thế này thì với điều kiện của bé thì bé không cần phải thi IELTS như là chương trình SDS, nhưng mà tất nhiên rồi bé sẽ sang Canada để du học, do đó mà cái tiếng của bé càng tốt, cái IELTS của bé càng tốt thì cái khả năng mà hội nhập của bé thì càng cao. Cái phần thứ hai là cái phần học lực, tức là cái điểm của bé các môn ấy nó không quá là yếu, ở cái mức từ khá trở lên là hồ sơ của bé đã ok rồi. Thì trong các cái chương trình mà đi du học chứng minh tài chính này thì cái điều kiện tiên quyết đó là mình chứng minh được cái tài chính của cha mẹ có thể bảo lãnh được, có thể trả được cái học phí của con khi mà con sang Canada để đi du học. Phần chứng minh này ấy, thì trước giờ là một số anh chị thì cứ hiểu là mình sẽ show ra càng nhiều cái tài sản càng tốt, thì ok, nó chỉ đúng được gần một nửa thôi, tức là mình sẽ có các yếu tố về tài sản để show ra như là bất động sản, nhà đất, sổ đỏ, xe, bảo hiểm, cổ phần, cổ phiếu, cổ đông. Đó, tóm lại là tất cả các cái yếu tố để chứng minh tài sản của cha mẹ tại Việt Nam, show ra là cha mẹ có cái lượng tài sản này và có thể bảo lãnh được con sang Canada để du học, trả được học phí và trang trải có cuộc sống cho con. Nhưng cái phần quan trọng nhất để một bộ hồ sơ thành công đó là sẽ là thể hiện ở cái phần là thu nhập của cha mẹ. Thì phần thu nhập của cha mẹ này sẽ thường vấn đề, ví dụ như là nếu như là anh chị là văn phòng đi chẳng hạn, là doanh nghiệp văn phòng, thì mình có cái phần nhận lương qua chuyển khoản đấy, thì mình sẽ show ra được là hàng tháng mình nhận ra mình nhận cái nguồn thu nhập từ lương qua chuyển khoản đấy cộng gộp của hai ba mẹ gộp vào thì nó tầm khoảng 50-60 triệu. Từ đó trở lên, mức đó trở lên là mình đã đủ điều kiện rồi. Trong trường hợp các anh chị là chủ doanh nghiệp thì mình cũng có thể show ra được cái nguồn thu nhập của cha mẹ hàng tháng đó là ở cái mức mà Vân vừa kể. Tóm lại là cái phần này ấy, mình show ra được là hồ sơ của cha mẹ, tài chính của cha mẹ có đủ để trả được cái phần học phí cho con khi mà con sang Canada du học. Với các cái bé mà đi học bình thường ở Canada thì chi phí tùy nhá, thì tùy thành phố, tùy tỉnh bang và tùy cái mức chi tiêu của bé thì nó sẽ dao động từ 500 đến 1 tỷ một năm. Thì với cái mức này nếu như mà bạn đi làm thì cái phí nó sẽ thấp hơn, bạn chi tiêu ít ở tỉnh bang xa thì cái số lượng tiền chi cho bé sẽ ít hơn. Còn nếu không mà thoải mái thì cũng khoảng 1 tỷ, đúng không ạ? Thì nó cũng ngang ngang như là một bạn học tại trường quốc tế tại Việt Nam thôi. Thì sau khi bạn ở BNI trao đổi cùng với Vân thì cái câu hỏi của bạn đặt ra là câu hỏi thứ hai, sau khi hỏi điều kiện ấy, thì bạn thấy rằng là ồ, hóa ra nó dễ vậy hả? Nó không hề khó, bởi vì là
cái thu nhập của ba mẹ thì rất là ổn và có thể bảo lãnh được rất nhiều bé chứ không phải là một mình bé đó. Thế nhưng mà vậy thì cái câu hỏi đặt ra là nên khi nào thì nên cho bé đi, thì thực ra là cái câu này nó sẽ phụ thuộc vào tùy đặc điểm của từng bé và tùy đặc điểm của gia đình. Nếu như mình có người thân ở bên Canada và mình có thể với cái mong muốn là mình muốn cho con sang sớm thì mình có thể nộp hồ sơ ngay ở cái thời điểm mà mình đã thấy sẵn sàng rồi, mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý tốt cho con để con có thể rời xa gia đình và sang sống tại Canada. Và kể cả nếu như mình không có người thân ở sẵn bên Canada thì mình chuẩn bị trước tinh thần hoặc là tìm người bảo lãnh tại Canada cho bé thì cũng đấy là một phương án. Còn tất nhiên rồi, với một đây là một quyết định rất là lớn là đưa con từ Việt Nam sang nước ngoài để du học tại một môi trường mới, thì có những bé thì rất là háo hức, rất là thích nghi rất là nhanh, bởi vì đây là một cơ hội để con có thể được sống tự lập, sống tự do, được trải nghiệm một nền văn hóa mới. Nhưng có những bé thì có thể là chưa sẵn sàng, thì cha mẹ cần phải trao đổi với lại các bé để các con hiểu được cái việc mà chuẩn bị đi như vậy thì cần phải chuẩn bị những gì. Đó, phần tâm lý thì nếu như mà các anh chị mà còn chưa rõ về cái môi trường học tập tại Canada thì có thể liên hệ với lại các bên tư vấn hoặc là làm việc trực tiếp với lại các trường. Nếu như các anh chị muốn gặp trực tiếp các trường ở trong cái buổi mà trường có cử đại diện về Việt Nam tổ chức những cái buổi hội thảo du học. Nếu như bạn có con bé nhá, bé có tiếng Anh tốt thì mình nên tham gia các cái buổi hội thảo về du học như thế để mình có thể trải nghiệm, có thể hỏi trực tiếp những câu hỏi mình còn thắc mắc, mình xem những hình ảnh, những video về trường, mình xem là với cái môi trường đó thì nó có phù hợp với mình không, có các bạn Việt Nam ở đó không. Thì này, những cái buổi mà gặp mà đại diện các trường như vậy thì diễn ra rất là nhiều. Thậm chí là có những buổi mà họ có những cái offer về học bổng với cái số tiền khá là lớn. Nếu như mình cảm thấy là mình đủ tự tin, mình nộp hồ sơ thì mình chuẩn bị và mình nộp thôi. Thì các bạn có thể ok, thực ra thì vẫn có nhiều, khá là nhiều các thông tin về học bổng và các cái buổi trao đổi với trường ấy. Nhưng mà vì bận nên là chưa chưa gửi cho team để upload lên hệ thống thôi. Thì trong trường hợp là bạn muốn có những câu hỏi riêng riêng mà tức là muốn những cái yêu cầu đặc thù là ví dụ như là chị chỉ muốn cho bé học ở Toronto thôi, hay là chỉ muốn ở New Brunswick thôi cho dễ định cư thôi, hay là ở Alberta bởi vì có người thân người nhà ở đó, rồi mình chỉ cái bé nhà mình thì có thiên hướng là thích những cái ngành đặc thù như thế này, IT hay là ngành nhà khách sạn, hoặc là có bất kỳ cái yêu cầu gì. Thực ra thì cái hệ thống các trường Canada họ có một cái hệ thống để mình lọc ra theo các cái yêu cầu mà đương đơn gia đình mong muốn, thì mình chỉ cần đưa ra các cái yêu cầu chung đấy thôi. Thì thông thường là có một số người là có những yêu cầu là tìm cái trường nào mà nó ngon bổ rẻ, tức là cái học phí nó vừa vừa thôi, nó không quá là xa xôi hẻo lánh và cái mức phí sinh hoạt là ok. Thì vẫn thấy là nó tùy thuộc vào cái nhu cầu của anh chị và bé có mong muốn như thế nào thì cứ chia sẻ. Thì các anh chị em vẫn nghĩ là các cái trung tâm du học thì bên nào cũng có, thì bên Vân cũng team bên Vân cũng thì cũng làm tương tự như vậy thôi. Tức là nhu cầu của mình thế nào mình cứ chia sẻ với team, sau team sẽ liên hệ với trường, những cái trường mình sẽ đưa ra một list, một cái short list những cái trường mình mong muốn, liên hệ với trường xem là trường ok không thì tiến hành là team sẽ tiến hành nộp hồ sơ. Đó thì là đấy là một vài cái chia sẻ Vân đúc kết lại trong quá trình mà trao đổi với lại một bạn ở trong BNI. Và Vân nghĩ là câu hỏi này thì cũng là khá là nhiều phụ huynh cũng mong muốn như vậy. Thực ra là có một người bạn khác của Vân là cũng có mong muốn là cho con đi du học, nhưng mà bạn chỉ muốn cho con đi du học ở những cái nước nào mà cha mẹ không phải chứng minh tài chính, tức là không show ra, bởi vì là nguồn tài chính thì ok đấy, đủ đấy, nhưng mà cái việc mà chứng minh được là tài chính của cha mẹ nó đủ cái số tiền mấy chục triệu một tháng đấy thì lại không có bằng chứng show ra được thì nó sẽ hơi khó. Thì trong những trường hợp như vậy thì vẫn có cách nếu như mình muốn đi Canada. Còn trong trường hợp mình không muốn Canada và chọn bất kỳ nước nào, những cái nước khác ở gần đây nhất như là Singapore này, hay là Đài Loan này,
Tự nhiên thì vẫn quên mất một số nước rồi, nhưng tóm lại là trừ Canada, Mỹ này, Anh này, chứng minh tài chính của cha mẹ, thì đa số các cái nước còn lại thì không yêu cầu chứng minh tài chính. Và cái số tiền mà cho bé đi du học nó sẽ vào khoảng là 200 triệu một năm. Thì nếu như mà cái ngân sách của anh chị mà chuẩn bị được số này và mong muốn là cho con đi du học và có một tương lai tốt hơn thì đấy cũng là một lựa chọn. Thì ví dụ như ở Sinh chẳng hạn, nó gần Việt Nam và đúng đi cái điều kiện đi rất là dễ thôi, mình muốn cho con đi và mình đủ chi trả được cái số tiền đó, thì cái công việc tiếp theo là mình chỉ cần tìm trường, tìm đúng cái mong muốn theo nguyện vọng của con, của gia đình là mình có thể nộp hồ sơ. Đó, đấy là toàn bộ cái phần mà Vân chia sẻ trong cái buổi ngày hôm nay. Nếu như các anh chị có mong muốn cho con đi du học tại Canada hay là một đất nước nào khác mà không cần phải chứng minh tài chính thì có thể mạnh dạn nộp hồ sơ. Mình cứ tìm hiểu trước đi, xong lúc nào khi nào mà sẵn sàng thì mình tiến hành mình nộp. Thì đây là một cơ hội rất lớn cho các bé trong tương lai. Hy vọng rằng là những cái thông tin vừa rồi có hữu ích phần nào đó cho các anh chị, gọi cho anh chị có thể có một số keyword để các anh chị search thêm Google, hoặc là nếu như mà muốn Vân giải thích kỹ hơn hoặc là làm việc trực tiếp với lại team du học của bên Vân thì đừng ngần ngại để lại thông tin liên hệ với Vân Vân, thì Vân sẽ kết nối với lại team du học. Thì các bạn đã có chuyên môn ở trong nghề hơn 10 năm rồi, thì với những kinh nghiệm như thế thì Vân tin là tất cả các câu hỏi của các anh chị là sẽ được team xử lý và giải đáp thỏa đáng. Các bước mà thẩm định hồ sơ đấy thì hoàn toàn miễn phí, anh chị cứ hỏi thoải mái, không vấn đề gì. Mình đồng ý thì mình tiến hành mình làm, còn nếu không thì mình có thể trực trực tiếp liên hệ với trường vẫn không sao. Ok, video này cũng khá là dài rồi, Vân tạm dừng video ở đây. Nếu như các anh chị thích video này thì đừng ngại like, share và subscribe channel. Hẹn gặp các anh chị ở video sau nhé. Bye!